Hello, xin mời nhớ ngồi xem live nha. Ok. Hello, xin mời nhớ ngồi xem live nha. Ok, bây giờ mình đi câu này nha. My birthday is coming up and we'll find out pretty soon. My birthday is coming up and we'll find out pretty soon. Và sinh nhật của tôi thì sắp đến rồi, thì chúng ta sẽ sớm biết thôi. Ok. My birthday is coming up and we'll find out pretty soon. Chữ này là I. Chữ M á, mình gắn vào là my. Cái này là birthday. Birthday is coming up. Is coming up. Chữ này chữ Ơ mà nó có cái ngoéo, có nghĩa là đã tích hợp chữ R sẵn rồi ấy. Chữ này là A. Mà dấu nhấn bé xíu nó nằm ở đây, thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. R A R A. Chữ bờ á, mình gắn vào là bờ bờ. Chữ sờ á, mình đưa lưỡi qua giữa hai răng, mình ép rung ô ép thổi hơi nha. Birth birth. Chữ đờ á, mình bật lưỡi tiếng Anh gắn vào day. Birthday birthday. My birthday is coming up. Chữ này là chữ ear nè, cái mình gắn cái chữ Z vào ears. Ears coming up. Dấu mũ với chữ M là chữ âm, chữ này là chữ ear mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây, thì nguyên âm bên tay phải liền kề nó nghe không bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. Âm ear âm ear. Chữ K mình bật hơi cổ, mình gắn vào come. Mình gắn cái chữ M vào mè, come mè. Comment. Cái mình ngân cái chữ ng ra. Comment. Comment. Dấu mũ với chữ B là chữ up. 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 Mình ghép tất cả vào thôi nào. My birthday is coming up. My birthday is coming up. Sinh nhật của em sắp đến rồi. My birthday is coming up. And we'll find out pretty soon. Cái này là we will. Thì mình viết tắt là will. Chữ này chữ Y nè. Chữ W mình gắn vào là chữ W. Cái mình đá lưỡi chữ L lên. Will find out pretty soon. Chữ này là I. Chữ F mình đưa hơi nhiều ra, mình gắn vào fine. Fine. Cái mình đáp lưỡi chữ N lên. Fine. Fine. Chữ D mình bật chữ D ra. Find. Find. Chữ này là out. Giữ chữ T loại out. Một hồi mình sẽ luyến cái chữ D qua cái chữ out luôn, thì nó sẽ thành là find out. Find out. We'll find out pretty soon. Cái này là pretty. Pretty. Chữ này là chữ Y nè. Chữ này là chữ Y mà dấu nhấn bé xíu nó nằm ở đây, thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. Y. Chữ R mình chu cái môi ra. Rear. Chữ B mình bật hơi gắn vào prayer. Chữ T này sẽ biến thành chữ D tiếng Việt nhẹ. Pretty. Pretty. We'll find out pretty soon. Cái này là chữ sun nha, coi chừng các bạn nói lộn thành chữ xanh nhé. Chữ U với chữ N là chữ un. Un. Chữ S xe đạp mình gắn vào soon. Soon. Rồi mình cứ đi từ từ, mình ghép vào thôi nào. Ok. My birthday is coming up and we'll find out pretty soon. My birthday is coming up. Chữ ngờ cái mình ngân qua chữ up luôn. Ngập. Ngập. Coming up. And we'll. Chữ D gắn qua chữ out. We'll find out pretty soon. My birthday is coming up and we'll find out pretty soon. Ok. Rồi mình đi lướt câu dưới nha. Như vậy thì bạn muốn cái gì? What do you want? What do you want? What do you want? Ok. Rồi. E hai chấm là chữ O. Gắn với chữ T là chữ ought. Chữ W mình gắn vào là chữ what do you want? What do you want? Chữ này chữ U chu cái môi ra. Chữ D mình bật lưỡi tiếng Anh. Do. Chữ này chữ U chu cái môi ra. Chữ giờ mình gắn vào you. What do you want?
A hai chấm là chữ O, gắn với chữ N là chữ on, on 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 on. Chữ W mình gắn vào là chữ won, chữ T mình câm cũng được, hoặc là nếu mà mình muốn điệu đà thì mình bật ra cũng được. What do you want? What do you want? Ok. Rồi, mình đi lướt câu dưới nha. I would admire a necklace. Và em rất là thích cái vòng cổ. I would admire a necklace. Ok. And I was at the jewelry shop looking around. And they have a couple of beautiful necklaces I want. I would admire a necklace. Em rất là thích I would admire thì bằng với I would like a necklace. And I was at the jewelry shop looking around. Và em có đến cái xem qua ở cái cửa hàng trang sức rồi. And they have a couple of beautiful necklaces I want. Và họ có một cái những cái vòng mà em thích. Ok. I would admire a necklace. Chữ này là I. Cái này là wouldn't. Chữ này là chữ U không có chu môi. Chữ Ơ với chữ N là chữ Ơn. Mà dấu nhấn bé xíu nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn bé xíu. Mình sẽ nói nghe không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. U Ơn. U Ơn. Chữ W mình gắn vào là gua. Chữ D mình bật lưỡi tiếng Anh gắn vào. Done. Wooden. Wooden. N, T thì mình T câm cũng được nha mọi người. And might a necklace. Chữ này là I. Chữ M mình gắn vào là my. Mình gắn cái chữ N và mine. Gắn cái chữ D và mind. Chữ này chữ Ơ. Nhưng mà bình thường người ta sẽ nói chữ Ờ nhé. Một hồi mình sẽ luyến cái chữ D vào chữ Ờ thì thành là might a necklace. Ok. Necklace. Chữ này chữ E nè. Chữ này là chữ Ơ. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói nghe không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. E, ờ. Chữ N mình gắn vào ne. Chữ K mình khựng cổ lại. Nạc, nạc. Mình không cần phải bật cái hơi ra nha. Tại vì khi mình bật cái hơi ra, cái âm nó trở nên rất là rườm rà. Ví dụ như là neckless, neckless. Là cái âm nó rất là rườm rà. Thì bây giờ mình khựng cổ lại chữ K là thôi neck. Rồi, mình gắn cái chữ L vào L. Và mình gắn cái chữ F vào loss, necklace. And I would admire a necklace. I would admire a necklace. Ok, và em rất là thích cái vòng cổ. And I was at a jewelry shop looking around. Chữ này là I. Cái này là was. A hai chấm là chữ O. Chữ W mình gắn vào là chữ W. W-O-W. Mình gắn cái chữ Z vào là was. Was. Chữ Ơ với chữ T là chữ ợt. Chữ này chữ Ơ. Chữ đờ á mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình ép rung giờ. Nhưng mà bình thường chữ này người ta sẽ nói chữ giờ nhé. Ok. Cái này là jewelry shop. Chữ này chữ U nè. Chữ này chữ Ơ. Chữ này là chữ Y. Mà dấu nhấn bé xíu nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. U ờ y. U ờ y. Mình gắn cái chữ ch vào chu. Mình gắn cái chữ ờ vào chu ờ, đá chữ l lên chu ờ, chu ờ. Chữ r này thì mình chu môi nha, rì. Thì cuối cùng mình ghé vào là jewelry. Jewelry. Shop looking around. E hai chấm là chữ o, mình gắn với chữ b là chữ op. Chữ s nặng mình gắn vào shop. Shop looking around. Chữ này là chữ U không có chu môi. Chữ này là chữ Y mà dấu nhấn bé xíu nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. U ìa. U ìa. Chữ L mình gắn vào là lua. Chữ K bật cổ ra. Kìa. Lơ kìa. Cái mình ngân cái chữ ngờ ra. Lơ kìa. Lơ kìa. And I was at the jewelry shop looking around. 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 Chữ này chữ ơ nè. Chữ này là ao. Mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. Có nghĩa là ờ, ao. Ờ, ao. Chữ R mình chu môi ra đi. Around. Cái mình đáp lưỡi chữ N lên. Around. Mình bật cái chữ D ra. Around. Around.
Rồi mình cứ đi từ từ vào. I would mind a necklace, and I was at the jewelry shop looking around. Em rất là thích cái vòng cổ luôn và em đã đi qua em đã đi dạo qua cái shop rồi. Okay. I would mind a necklace, and I was at the jewelry shop looking around, and they have a couple of beautiful necklaces I want. Okay. Chữ E với chữ N là chữ N, nhưng mà bình thường người ta nói chữ N. Chữ này là E. Chữ D á, mình đưa lưỡi qua giữa hai răng, mình ép rung. They have a couple of beautiful necklaces. Chữ này là L. Chữ H á, đưa cái hơi ra. How. Khép cái chữ V vào. Have. Chữ này chữ Ơ, nhưng bình thường ta nói chữ Ơ nha. Couple of beautiful necklaces I want. Dấu mũ với chữ B là chữ up. Chữ này là chữ Ơ, mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây, thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền, có nghĩa là up, ờ. Up, ờ. Chữ K mình bật cổ gắn vào k, k, cup. Chữ B bật cái hơi qua p, đá cái chữ L lên thôi nào. Couple, couple. Ơ với V là of. Một hồi mình sẽ luyến nhẹ qua couple of beautiful necklaces I want. Beautiful. Chữ này là chữ U nè. Chữ này là chữ Ơ. Và chữ này là chữ Ơ, mà cái dấu nhấn bé xíu nó nằm ở đây, thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền, có nghĩa là U, Ờ, Ờ. U, Ờ, Ờ. Chữ G gắn vào U. Chữ B gắn vào Pew, Pew, Pew. Chữ T biến thành chữ D tiếng Việt nhẹ. Pewter, Pewter. Gắn cái chữ F vào Pewterful, Pewterful. Chữ F đó mình đưa cái hơi nhiều ra một chút, mình đá chữ L lên. Beautiful, beautiful. A couple of beautiful necklaces I want. Chữ này chữ E nè. Chữ này là chữ Ơ, mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây, thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. E, Ờ. E, Ờ. Chữ N gắn vào Ne. Gắn cái chữ K khựng cổ lại. Nè, nè. Chữ L gắn vào L. Nè, L. Gắn cái chữ S sẽ đạp vào necklace. Necklace I want. Chữ này là I. E hai chấm là chữ O. Mình gắn với chữ N là chữ on. On là on. Chữ W mình gắn vào là want. Chữ T mình có thể giữ lại, hoặc là nếu mà đã đứng cuối thì mình có thể bật ra cũng được. Cái chữ này đứng cuối nè. Ok. I want. Ok. Rồi, mình cứ đi từ từ vào thôi nào nhé. I would admire necklace, and I was at a jewelry shop looking around, and they have a couple of beautiful necklaces I want. Ok. I would admire necklace, và tôi rất là thích cái vòng cổ. And I was at a jewelry shop looking around, và em có đi qua cái tiệm coi rồi. Và they have a couple of beautiful necklaces I want. Và ở cửa hàng họ có một vài cái vòng mà em thích. Ok. À, để mai hả? Để mà dịch ra cái phiên âm này, các bạn có thể vào trang web. Anh gắn ở trên link bio TikTok nha. Ở trong cái trang web đó nó có công cụ để mà các bạn có thể copy tiếng Anh vào, và các bạn dịch ra phiên âm như vậy nhé. Ai cũng làm được giống như tiếng Anh và phiên âm như vậy nhé. Anh có tạo công cụ để mọi người có thể tự tạo ra phiên âm của chính mình và tập nha. Ok. Rồi, mình đi lướt câu dưới thôi nào. Why not a ring? Why not a ring? Why not a ring? Ủa, vậy tại sao không mua nhẫn đi? Why not a ring? Ok. Rồi. I don't think I'm ready for a ring from him yet. Ok. À, tại tao không nghĩ là tao sẵn sàng để nhận chiếc nhẫn từ anh ấy. Ok, why not a ring? Chữ này là I. Chữ W mình gắn vào là why not a ring. E hai chấm là chữ O, gắn với chữ T là chữ odd. Chữ N mình gắn vào là chữ not. Chữ này chữ Ơ, nhưng mà bình thường người ta nói chữ Ờ nha. Ring. Chữ này chữ I. Chữ R mình chu cái môi ra. Rear. Cái mình ngân cái chữ ng ra. Ring. Ring. Thì mình cứ gắn vào thôi. Why not a ring? Chữ T này nè, mình có thể luyến qua thành chữ D tiếng Việt nhẹ. Why not a ring?
Why not a, not a, not a, why not a ring? Ủa, vậy tại sao không mua nhẫn? Why not a ring? Ok, rồi. I don't think I'm ready a ring for him yet. Ok. Chữ này là I, cái này là don't think. Chữ này O, oh, chữ D, mình bật lưỡi chữ D. Don't, mình đáp lưỡi chữ N lên. Don't. Anh N, T thì T câm cũng được nha mọi người. Ok. Think. Chữ này là chữ I nè. Chữ S, mình đưa lưỡi kẹp giữa hai răng, thổi hơi. Sear. Cái mình ngân cái chữ ng ra. Think. Mình bật cái chữ K. Think. I don't think I'm ready for a ring for him yet. Chữ này là I. Mình khép hai môi lại là cái chữ M. I'm ready for a ring. Ready. Chữ này chữ E nè. Chữ này là chữ Y. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. E, I, E, I. Chữ R ấy, mình chu cái môi ra. Rare. Chữ D tiếng Anh bật lưỡi mình gắn vào. D. Ready. Ready. I don't think I'm ready for a ring for him yet. C ngược hai chấm là O hợp má. Ok. Chữ F gắn vào for. Cái mình cong lưỡi chữ R là for a ring for him yet. Chữ này chữ O nè. Nhưng mà bình thường người ta sẽ nói là chữ O nha. Ring. Chữ này chữ I. Chữ R mình chu môi ra. Rear. Cái mình ngân cái chữ ng ra. Ring. Ring. À ok, một hồi tới chữ T và chữ D anh sẽ nói qua cho nhé. From him yet. A hai chấm là chữ O. Mình gắn với chữ M là chữ ôm. O M ôm. O M ôm. Chữ R mình chu cái môi ra. Rum. Chữ F đưa cái hơi nhiều ra. From. From him yet. Chữ này là chữ Y. Chữ H đưa cái hơi ra. Here. Khép môi chữ M lại. Hum yet. E với T là S. Chữ G mình gắn vào là chữ yet. Ok. Rồi, mình cứ đi từ từ, mình ghé vào. I don't think I'm ready for a ring for him yet. Why not a ring? Why not a ring? Why not a ring? Ủa, sao không phải là chiếc nhẫn vậy? I don't think I'm ready for a ring for him yet. I don't think I'm ready for a ring for him yet. Ok. Rồi, mình đi lướt câu dưới nha. John, can I see you in my office? John, can I see you in my office? John, anh có thể gặp em trong văn phòng một chút được không? John, can I see you in my office? Yes, of course, I'll be right over. Yeah, được, em vào liền. I'll be right over. Ok. E, hai chấm là chữ O. Gắn với chữ N là chữ on. Cái chữ tr gắn vào là chữ tron. Can I see you in my office? Chữ này L. Chữ K mình bật lưỡi gắn vào. Can. Mình đáp lưỡi chữ N lên nào. Can I see you in my office? Chữ này là I. Chữ này là chữ Y. Chữ S mình gắn vào là chữ C. Chữ này là chữ U. Chữ G mình gắn vào là chữ U. Chữ này là chữ I. Mình đáp lưỡi chữ N lên. In my office. Chữ này là I. Chữ M mình gắn vào là my. E hai chấm là chữ O. Chữ này là chữ I. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. O, I, O, I. Chữ F đưa hơi gắn vào. O, fear. Gắn cái chữ S và office. Office. Rồi mình cứ đi từ từ vào nha. John, can I see you in my office? John, can I see you in my office? Yes, of course, I'll be right over. Và dân em vào liền. Chữ này là I. Cái mình đá lưỡi chữ L lên. I'll be right over. Chữ này chữ Y nè. Chữ B mình gắn vào là chữ B. B, E, B. Right over. Chữ này là I. Chữ R mình chu cái môi ra. Right. Mình cái chữ T một hồi mình sẽ luyến qua cái chữ over thành chữ D tiếng Việt nhẹ. Chữ này là O.
chữ này chữ ơ mà nó có cái ngoéo ở đây, có nghĩa là nó đã tích hợp chữ R sẵn rồi. Mà dấu nhân nó nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang, nguyên âm còn lại bổ quyền. Over, over. Chữ V mình gắn vào over, over. Mình cứ đi từ từ vào I'll be right over. Chữ T luyến qua chữ O thành chữ D tiếng Việt nhẹ. I'll be right over, I'll be right over, I'll be right over, I'll be right over. Okay, try. Can I see you in my office? Yes, of course. And I'll be right over. Okay. Rồi, mình đi lướt câu dưới nha. Have a seat, mời ngồi. Have a seat. Okay, and I'm concerned about your performance lately. Okay. Rồi, have a seat. I'm concerned about your performance lately. Okay. Rồi. À, rồng nhí hả? I'd, bật chữ D, I'd, we'd, and they'd. Okay. Rồi, chữ này là L. Chữ H á, mình đưa cái hơi ra. How. Cái mình gắn cái chữ V vào. Have. Chữ này chữ O nhưng mình thường ta nói chữ O nha. Sit. Chữ Y với chữ T là chữ ít. Y tờ ít. Chữ sau xe đạp mình gắn vào set. Have a set. Okay. I'm concerned about your performance lately. Chữ này là I. Cái mình khép môi chữ M. I'm concerned about. Ô, cảm ơn Kiều Loan đã tặng bông hoa hồng nhé. Chữ ơ với chữ N là chữ ơn. Chữ này chữ ơ mà nó có cái ngoéo ở đây, có nghĩa là nó đã tích hợp chữ R sẵn rồi. Ơn ơ, ơn ơ. Dấu nhấn ở đây, nguyên âm liền kề nổi ngang, tất cả nguyên âm còn lại bổ quyền. Ơn ơ. Chữ K mình bật cổ vào k, k, con. Mình gắn cái chữ S, S đạp vào concern, concern. Đáp lưỡi chữ N lên thôi nào. Concern, concern. Mình gắn cái chữ D vào concerned, concerned. I'm concerned about the performance lately. About. Chữ này chữ O nè, chữ này O. Mà dấu nhấn bé xíu mà nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề nó nghe không bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. About. Gắn cái chữ B vào about. Chữ T một hồi mình luyến qua chữ vua cũng được. About sure. Chữ này chữ ua không có chu môi. Ok. Chữ giờ gắn vào là your. Cái mình cong lưỡi chữ R vào là your. Ok. À, có bạn hỏi làm sao để có được phiên âm như vậy. Thì các bạn có thể vào link trên bio TikTok. Các bạn vào trang khóa phát âm hay khóa giao tiếp cũng được. Các bạn sẽ thấy là có cái công cụ dịch phiên âm được tích hợp ở trong trang web ha. Và có hướng dẫn luôn. Các bạn nhìn theo hướng dẫn là các bạn có thể tạo được một cái account và các bạn có thể copy tiếng Anh để mà các bạn có thể tạo ra phiên âm như vậy, để các bạn có thể tự tập ha. Ok. Performance lately. Chữ này chữ ơ mà có cái ngoéo, có nghĩa là đã tích hợp chữ R sẵn rồi. C ngược hai chấm là O hợp má. Chữ ơ với chữ N là chữ ơn. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. R, O, N. R, O, N. Chữ B mình bật hơi p, p, p. Chữ F đưa hơi nhiều ra for. Cong chữ R vào for, perform. Chữ M gắn vào mền, performance. Gắn cái chữ S vào performance, performance. Lately. Chữ này E. Chữ này là chữ Y mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói nghe không bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. E, 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 E. Chữ L gắn vào lê. Chữ T giữ lại lê. Gắn cái chữ L vào lì. Lately, lately. Ok. Rồi mình cứ đi từ từ vào đó nào. Have a seat. Chữ V luyến qua chữ O nhẹ luôn. Have a seat. I am concerned about. Chữ D luyến qua chữ O nhẹ luôn. Concerned about. Sure. Chữ T luyến qua chữ G luôn. I'm concerned about your performance lately. Ok. Have a seat. Have a seat. Mời ngồi nha. Mời ngồi. I'm concerned about your performance lately. Ok. Rồi. Anh là cảm thấy quan ngại về cái năng lực làm việc của em gần đây nhé. Ok. Anh cảm thấy
lo lắng hoặc là anh cảm thấy nghi ngại về cái năng lực của em gần đây nha. Ok. Rồi, mình đi lúc câu dưới thế nào. Is there something I should know about? Ok, em có muốn nói với anh điều gì không? Is there something I should know about? Chữ này chữ ear nè. Mình gắn chữ sát vào. Is there something I should know about? Chữ này chữ e nè. Chữ đờ mình đưa lưỡi qua giữa hai răng ép rung. There. Cái mình cong lưỡi chữ R và there. There. Is there something I should know about? Something. Dấu mũ với chữ M là chữ âm. Chữ này là chữ Y. Mà dấu nhấn be siêu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn. Sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. Âm, ìa, âm, ìa. Chữ sờ sẽ đạp mình gắn vào. Xăm. Chữ thờ mình đưa lưỡi qua giữa hai răng. Thổi hơi. Xăm xìa. Cái mình ngân cái chữ ngờ ra thôi. Something, something. Is there something I should know about? Chữ này là I should know about. Chữ này chữ ua không có chu môi. Chữ sờ nặng mình gắn vào sure. Mình gắn cái chữ đeo should know about. Chữ này all. Chữ n gắn vào know about. Chữ này chữ ơ nè. Chữ này ao. Dấu nhấn ở đây. Nguyên âm bên tai phải liền kề nói ngang. Nguyên âm còn lại bổ quyền. Ơ ao about. Gắn cái chữ t giữ lại about. About. Ok. Rồi, mình cứ đi từ từ vào. Is there something? Is there? Cái chữ z này mình luyến qua chữ there luôn cho nó mượt nha. Is there something I should know about? Em có muốn kể anh em có muốn nói anh điều gì không? Ok. Is there something I should know about? Ok. Rồi. Ở trên đây nè. Have I said, I'm concerned about your performance lately. Is there something I should know about? Ok. Đó. John, can I see you in my office? John, can I see you in my office? Yes, of course. I'll be right over. Have I said, and I'm concerned about your performance lately. Is there something I should know about? Okay. Rồi. Okay. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nha mọi người. Cũng khuya rồi. Để các bạn có thể nghỉ ngơi nha. Các bạn có thể xem lại ở trên YouTube. Hoặc là các bạn có thể vào group Zalo để nhận bài cũng được nhé. Okay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngày mai chúng ta lại gặp lại lúc 10:30 tới 11 giờ nha. Okay. Cảm ơn các bạn đã tập luyện chung đến giờ phút này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Bye bye. Bye bye nha. Bye 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 bye. Bye bye. Okay. Bye bye mọi người nha. Bye 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 bye. Mọi người ngủ ngon. Okay. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye 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 bye. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Okay. Bye bye. Bye bye. Okay là.